Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mod chiếc xe vào GT 5 ha. Cái này là mod thêm ha, add-on. Thì trước tiên mình phải có một cái file là file tải chiếc xe đó. Ví dụ như mình tải chiếc xe này đi. Đây mình tải chiếc xe cúp C70 nè. Đó, mình tải về ha, nhấn download tải về xong xuôi mình giải nén ra. Sẽ có thứ một tên là Cap Kai 2 ha. Thì mình sẽ copy cái file này. Vào cái thư mục game của mình ha. Đây, các bạn vô mục này rồi sau đó mình sẽ vô mục mod ha. Update. Đi xâm từ đi siêu bắt, mình sẽ mod mình bắt ở đây. Rồi các bạn nhớ cái đường link dẫn ha, mình đọc lại ha. Copy vào thư mục game ha, xong rồi một mod update xâm từ DLC bắt, rồi copy cái cáp cây này là chiếc xe của mình đó, là copy vô đây. Rồi sau đó mình copy file này xong xuôi, bắt đầu mình sẽ khai báo cho nó ha. Thì khai báo thì mình mới mở cái Open File 4 nè. Open 4 lên. Thì bạn nào chưa cài Open 4 này thì mình lên mạng mình coi cái hướng dẫn cách cài Open 4 ha. Cái này mình không nói tới nữa. Cái này thì sẽ có một cái mục khác. Thì sau khi mình vào bên trong được thì chọn chế độ Edit Mode ha. Mục trên đây là để mình chỉnh sửa. Rồi sau đó mình sẽ vô mục Mode. Rồi vô mục Mode xong rồi mục X64. Ủa, một mod rồi một update. Update Common Data. À, mình tìm kiếm tới cái thư mục là cái tên file là DLC list nè. Đó, chọn edit đó. Sau đó mình sẽ khai báo ở trong đây. Đây. Mình sẽ khai báo một cái tên ha, mình copy cái trên này nè. Enter xuống. Paste ra. Đây cái tên đó, cái này là cái tên cái file chiếc xe của mình đó, các bạn coi lại trong đây ha, cái mục nè, cap file nè, rồi copy nó xong xuôi chờ rồi một DLC bắt nè, đổi tên cái file mình đổi tên đó, đổi thành cap k hai, rồi ok. Sau đó mình sẽ save, save xong xuôi hết đó, thì mình sẽ vào game thôi. Đó, rất là đơn giản. Bạn nào hướng dẫn gì làm bút bua hết trơn, khi nào mới làm xong, mình rất làm cho nó gọn nhẹ nhanh gọn lẹ là bạn nào cũng làm cũng được hết. Còn những bạn nào mà hướng dẫn gườm gà quá, mình vô mình dòm gối con mắt lắm, mình đọc đọc hồi là sai hết trơn à. Rồi bắt đầu mình đang đợi nè, đợi cho nó lót game ha, các bạn đợi xíu, lót nó hơi lâu tại vì mình mod mình add nhiều file quá, thử ra là game nó chạy hơi chậm. Đợi cho nó mod game xong. Cái bản này của mình là bản cũ rồi, 1.52 chạy cái file Redux nè. Sau đó ép thêm cái giao diện đồ họa của Quân TV vô. Đẹp mê ly luôn. Cái file hướng dẫn sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn là ép mà thêm đồ họa vô bằng cái file Quân TV này là chỉnh rất là đẹp. Để clip sau đi, clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Còn clip này là chỉ hướng dẫn là thêm xe vào bằng cái file DCL ha. Sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái file, cái S là chỉ cần ba file đó, copy paste vô xong xuôi dần là gọi xe ra là xong, không có gườm gà gì hết. Còn này là hướng dẫn cho các bạn là thêm xe vào thì nó có một cái file DCL đó, DCL DCL pack. Bạn chỉ cần copy cái đó, paste vô xong xuôi rồi khai báo cho cái file, cái tên file, bắt đầu mình gọi xe ra thôi. Hay là các bạn đợi chút xíu nha, tại vì cái file này nó nặng quá. Đây, đây mình sẽ biến ra một cái địa điểm nào đó trống trải một chút. Đây, rồi bắt đầu mình sẽ gọi xe nha các bạn. Thì trước tiên mình muốn gọi xe thì nhấn F8, vô V2 cồ này, option nè. V2 Code Spawner nè. Rồi sau đó mình sẽ input model là cái tên file của mình hồi nãy đó, là tên file gì mình mở ra mình coi nè. Tên file của mình là cap k 2 nè. Ok ha, bỏ vô, bỏ cho đúng cap k 2.
cắt cài ô coi kỹ rồi cắt cài hai tầm tờ. Ồ các bạn thấy chưa, đó ra rồi đó, gọi file xong xuôi chân rồi thì mình sẽ sao lại thôi, sao cái file này lại luôn đây, muốn sao file vô vehicle sao file sao current vehicle. Ok rồi các bạn nhấn vô xe cúp 70 enter, gọi hoài gọi quá rồi xong xuôi rồi, có một chiếc xe rồi đó này đó, các bạn thấy không đó, gọi chiếc xe này ra là quá dễ luôn chứ đâu cần gườm gà làm gì đủ thứ hết trơn, biết tới chừng nào hướng dẫn nó phức tạp quá các bạn coi nó khó hiểu. Đây mình sẽ chỉnh thời gian lại coi, chỉnh thời gian lại ban đêm coi nó đẹp không nha, nó có đèn sáng gì không, chắc nó có đèn sáng gì đâu, nó chỉ màu mè vậy thôi chứ không có đèn sáng gì đâu. Cho thời tiết mưa rồi mình coi. Để nó coi đẹp không. Ok các bạn thấy không, cái thời gian này chỉnh màu này xấu quá lia đó, đẹp rồi đó. Đây đó. Nè cái này là mình ép thêm đèn đường nè, ép thêm quân tivi để cho đổ bóng nè, giống cỡ hình ảnh nó chân thật hơn. Mà như cái tiếng bô xe này như là tại vì mình ép cái này là ép chiếc xe thôi chứ không có ép âm thanh gì vô, thử ra là nó âm thanh nó giống như tiếng xe du lịch vậy. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi ha, đây là cái hướng dẫn ép xe nhanh nhất ha, mình sẽ ra một cái clip sau nữa là ép thêm một chiếc xe mà nó có ba file đó, ba file hình ảnh đó thì ép vô là xong khai báo. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì nhấn cho mình một like nha. Xin cảm ơn các bạn.